Em là Loan. Em là Thảo. Tôi là Ngọc. Em là Chi. Em bị trêu từ nhỏ đến giờ với nhiều biệt danh khác nhau, nên em cũng ngạc nhiên khi được gọi đến đây. Họ nói đây là dự án về sắc đẹp. Em cứ tưởng là bị trêu. Em thích thời trang. Em cũng đọc khá nhiều về tạp chí thời trang. Nhưng em không phải là người mẫu. Em nhìn hơi bình thường để trở thành một người mẫu. Mọi người có hỏi em thử tạo ra một vẻ đẹp đại diện cho mùa lễ hội này. Kiểu tóc em chọn là slick back. Phần áo bạc này sẽ giúp hay thêm bờ vai. Tôi có hai đứa nhóc. Tôi đang nghĩ đến một diện mạo trẻ với màu sắc tương phản, nhưng vẫn giúp tôn lên làn da. Em đang muốn tạo một vẻ đẹp mạnh mẽ với mái tóc búi cao và một bộ suit màu hồng thời thượng và thật đậm phong cách. Cái tưởng ban đầu của em á, về bộ đồ này là một người phụ nữ hiện đại. Màu sắc em rất thích, thì trong nó rất là cá tính, nó không quá dịu dàng. Tôi thích những cái gì đó nó hơi tương phản với nhau, nó tạo lên cái nét cá tính. Và ngày mai em mặc bộ này lên công ty luôn, được không? Chị hơi giỡn hay hơi thiệt về ạ? À? Em hả? Nó nổi quá, em không dám mặc đâu. Ồ không, mình đã quá già để mặc bộ đồ này rồi. Em nghĩ là bộ này của em chắc không được đẹp như vậy. Nói có một làn da đẹp, một cái đôi chân dài, mặc bộ đồ này sẽ ok hơn. Bộ đồ thì vẫn được á, nhưng mà cái tóc kỳ lắm, không làm được đâu. Nếu bây giờ mình mặc thử có được không? Có cả team stylist ở đây nè. Hơi kỳ lắm, thôi không được đâu.